Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ hợp tác giữa Israel và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, hai nước đang đàm phán để tiến tới việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Hai nước cùng đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Đây là cơ hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gia tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Israel. Tính đến hết năm 2017, Israel có khoảng 26 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn gần 47,3 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 56 trên 116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các lĩnh vực được các nhà đầu tư Israel quan tâm đó là công nghiệp chế biến, chế tạo, y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải, lĩnh vực chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất sữa, sản xuất thực phẩm sạch. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, Việt Nam và Israel đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Israel là kinh tế thương mại. Nếu như năm 2005, kim ngạch hai chiều Việt Nam-Israel đạt khoảng 68 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2017 đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sang Israel 712,1 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu từ Israel hơn 300 triệu đô la Mỹ. Với dân số chỉ hơn 8 triệu người, nhưng Israel có nền kinh tế phát triển với các ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kỹ thuật của Israel nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn cần thiết. Các doanh nghiệp nên tích cực đẩy mạnh hợp tác với các thị trường này, bởi đây sẽ là đòn bẩy để mở rộng sang các thị trường trong khu vực. Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam rất phù hợp và hoàn toàn có thể chinh phục được thị trường Israel, đặc biệt là các mặt hàng nông sản như là gạo, cà phê, chè, tiêu, đồ gỗ, vân vân. Ngoài ra, các mặt hàng quần áo, giày dép cũng rất phù hợp với thị trường này. Đối với quan hệ Việt Nam-Israel thì trong thời gian vừa qua, phải nói rằng là quan hệ Việt Nam-Israel phát triển hết sức tốt đẹp. Cái trao đổi thương mại thì liên tục gia tăng. Và hiện nay thì Việt Nam và Israel đang đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương giữa hai bên. Và hiện nay thì cái quá trình đàm phán đã trải qua 4 vòng đàm phán. Thì qua cái quá trình đàm phán thì hai bên sẽ cố gắng là giảm thuế để hàng hóa của nhau có điều kiện tiếp cận thị trường, hàng hóa của mỗi nước có điều kiện tiếp cận thị trường của nhau. Chúng ta có điều kiện tiếp cận những cái mặt hàng công nghệ cao của Israel. Ngược lại thì chúng ta cũng có cơ hội để thúc đẩy những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của mình. Ví dụ như là những mặt hàng về thuộc nhóm nông sản như thủy sản, cà phê, hạt tiêu hay là những nhóm hàng tiêu dùng như là giày dép, dệt may, ngoài những mặt hàng sản xuất khác như là trong lĩnh vực công nghiệp khác như là điện thoại di động. Bởi vì đây là những cái mặt hàng mà phía Israel có cái nhu cầu rất là lớn. Để hàng hóa Việt Nam có thể vào được thị trường này nhanh chóng và hiệu quả, các doanh nghiệp Việt Nam cần tham gia các kỳ hội chợ thương mại. Đây là cách tốt nhất để người tiêu dùng Israel biết về các sản phẩm của Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, hội thảo để tuyên truyền cho thị trường cũng như là hàng hóa Việt Nam. Israel là một thị trường rất là tiềm năng về nông sản mà chúng tôi hướng tới để xuất khẩu, và chúng tôi đã tìm hiểu qua những cái thị trường này. Chúng tôi muốn là tìm hiểu sâu hơn về các cái doanh nghiệp của Israel và cũng như là các đối tác, và cũng mong muốn là được Bộ Công Thương cũng như là Trung tâm xúc tiến Bộ xúc tiến thương mại tổ chức nhiều những cái cuộc hội thảo và kết nối giao thương để chúng tôi có những cái điều kiện để tìm hiểu và để hướng là sẽ xuất được nhiều hàng của chúng tôi hơn. Thị trường Israel đấy là thị trường mặc dù là thị trường nhỏ nhưng mà cái hoạt động ngoại thương khá phát triển, và các thương nhân Israel thì cũng hiện nay cũng bắt đầu quan tâm đến thị trường Việt Nam nói chung, thị trường châu Á nói chung, và trong đó có thị trường Việt Nam. Hiện nay thì kim ngạch của hai nước đứng ở cái mức là trên 1 tỷ 200 triệu đô la, trong đó Việt Nam xuất khẩu trên 750 triệu đô la và nhập khẩu và trên 600 triệu đô la từ Israel. Và các cái mặt hàng về cơ cấu mặt hàng trao đổi giữa hai nước thì giữa Việt Nam Israel là cái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam Israel hoàn toàn có tính chất là bổ sung cho nhau. Với tiềm năng trao đổi thương mại còn rất lớn, Việt Nam Israel đang quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 1,3 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 3 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới, thông qua việc tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh ở mỗi nước, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, trao đổi thông tin về chính sách, cơ hội hợp tác kinh doanh. Hiện Việt Nam và Israel đang tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, đưa khoa học công nghệ trở thành lĩnh vực hợp tác mũi nhọn giữa hai nước.
trong đó ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và chi phí, thân thiện với môi trường.